Rồi. Quá trời các bạn ơi. Đó. Cái cặp trâu rồi, con cá gì bự dữ vậy? Để chú. Trời ơi. Thấy cái này không? Nó chép rồi. Khủng khủng khủng. Ăn khủng nữa rồi. Lên cá chép nữa ha. Trời ơi, khủng khủng. Vừa lấy vợ cũng được. Bỏ kiếm. Này, quá anh em ơi. Bên kia nhỏ, bên kia gấp mấy ngàn. Chào cả nhà nha. Hôm nay xịt cá anh em ơi. Chào các bạn ha. Hôm nay xịt cá vuông nhà ở trong sáng 2 nha. Các bạn hãy coi mình bắt cá khủng nha. Đó. Đi hai cái lượng luôn anh em. Kể chuyện nãy nghe ghê ghê vậy. Hồi nãy đó hả? Chả cãi là dễ đó. Không. Tắm chỉnh đi. Chỉnh nút xanh lên nữa, hai nút lên nữa, đó. Mắt có phiên không? Lên hết luôn phải không? Vừa vừa thôi, trả lại chút xíu đâu? Hết quá, chút xíu hết mình. Trả lại một chút vậy đó, dặn hết thì trả lại một chút. Hả? Rồi được rồi. Bình 12 đúng không? Bình 12 đúng không? Được, không biết nó có điện không á chứ. Ai đặt cá nhà trong đó? Cái đồ bớt nó cũng không muốn không ăn đó, không ăn nãy giờ. Ừ, được đó. Kiếm ngon như là thế này. Đủ má nhà chị chơi đóng ra con cá bị dính rồi. Đi chân hả? Không dính nó đi đi. Anh thấy con cá nào chạy không? Chuyện nào mà chạy mà không dính á, anh ta nói. Ừ, nhớ nha. Ừ. Chạy không dính á, anh ta nói. Đó. Rồi làm như không có cái bình nào có điện hết trơn ơi. Mình không có điện rồi, không có cái nào có điện. Sạc nó làm sao rồi. Cái bình bự đó. Rồi. Quá trời các bạn ơi. Quá rồi các bạn ơi. Cá nó bị đuôi. Trời. Phi. Mày yếu trong cái đất vô đi, nãy giờ quậy ở đây rồi con nào ở đây nữa. Được lắm. Chết hay gì đó, có thấy còn tim đó. Ngang ngang. Ngoan cho hai cái ngang ngang đi. Chứ này thử ra đây cổng bên nào nhiều cá. Chú Biển, mày tránh cái bếp ga mà đụng nó hao ga quá, mình có hai cái bếp ra được không? Được. Hai cái bếp luôn hả? Hai cái bếp. Cái bếp đó nó thì quá, mình có bị ấy vậy. Chứ bị... Qua nó sâu rồi. Hả? Qua... Cái bếp thử vậy? Phi. Phi. Tao tính đâu con cá gô, bự dữ gì chứ. Ai kêu anh bơi?
Đó. Đầu vô khủng khủng. Vừa để vợ cũng được. Đó kiếm. Bên này cũng lên cá chép nữa thấy không? Nghe lên cá trôi bên này là lên cá chép. Cá thủy gì chắc rồi rồi. Cá tắm gì đây. Cái bóp dùng cái quạt gió này xìu rồi sao giật chết. Ôi cũng phải cái cục gì cũng em ơi. Bắp cái nó thịnh lại, bắp thịnh lại. Chợ nước nè. Quá bắp trên thông ghê không. Thấy rồi, trên nó đâu có tải đâu, xuống dưới nó dẫn nè. Ông dặn lên chút đi. Cho gắn đi cho nó tới động. Bóp lại chút này đang đủ cá thôi, cho nó chạy bả nó. Dặn lớn như nãy rồi đó ông Tám. Cho nó đi gắn đi nó trong nè. Nó kia lên. Lớn hay nhỏ vậy? Con cá luôn rồi. Ui. Cá luôn. Lại đi bỏ đi cho thằng nó. Ui, khủng khủng. Bỏ. Cái gì vậy? Ờ chấm cỏ. Còn cá khủng. Không biết cái gì mà cá khủng. Sữa anh em ơi, cá khủng. Rồi rồi luôn rồi. Đủ quẹ. Mất tiêu luôn. Tắm rửa cho nó sạch sẽ đưa lên YouTube được. Vô cái lục sạc chứ đụng mà bình chặt. Cái gì? Đó, đó. Cái chấm cào luôn, cá gì bự dữ vậy. Để chú không mắc liêu luôn. Cái đó trong mày gì không cậu? Rồi mất tiêu luôn. Vàng gì không á? Mắc thiệt rồi đó. Rồi. Mẹ nó mất rồi. Ủa sao nó còn sống hả? Chết rồi, rồi. Chết mất tiêu. Còn sao đâu? Dầm đó. Đằng kia. Dầm đó đó. Ủa vậy? Đây nè. Rồi. Rồi. Kỳ gì không cậu? Ủa chú Chanh. Chủ mẹ nó chuông đi. Ờ. Trời ơi. Thấy cái này không? Ừ, nó nè. Bắn chuông nữa. Nhờ nhà kia dở hả? Cho anh em đi đó không ạ? Ở nó thằng
đâm em ơi. Lát. Kìa có súng trước kìa, lên đó kìa. Còn một con chắc lát cho người ta gì vậy đó, đây có cái gì. Tập bằng ghi chứ chết rồi, không kịp luôn hả? Chết rồi đó. Ơ trời, ở đây rồi, đụng cái đợt luôn trời, đụng luôn trời. Chết bằng kia mà. Bỏ chạy đụng đập luôn rồi. Chết à. Cá nhỏ nhỏ không. Cái đầu bấm nó mòn hay gì á. Nó bự chạy ngược lên. Nó chuối đó đó, chuối bơi đó. Bơi cái đuôi lên đó. Chết đi cái lượng. Chết luôn rồi, chết luôn rồi. Chết chỗ này. Nè. Chết đúng rồi, chết đúng rồi. Chết mày qua đây là mày chết. Bỏ đẹp đó trời, chơi chơi mệt đi. Bỏ mệt chạy. Bỏ mày chết đi. Ngay chân cái đích trùng đó đó. Bữa tới đi em nhát cái gối luôn. Quá rồi, bữa tới gối luôn. Ai mình chơi kìa. Ừ, chăn cái đít xuống không? Cái đít xuống. Đấy đúng, tỉnh không? Tới chút, tới chút. Cái phi này chắc là lĩnh rồi. Tới chút nữa. Mẹ chuối nó quạt cái đuôi vậy. Trời ơi, chết quạt cái đuôi. Tới, tới luôn. Ừ, không gì đó đâu. Cái đầu xích ra ngoài kia. Đùa đi. Nè chạy xích bánh ra. Chạy với bà cái rồi em không? Giờ sống trước hay sao? Ừ, cái. Vô chú để hỏi nó phải không? Vô ngang qua cho chạy bên kia. Vô chú chạy bên bên. Dưới vô chạy vậy đúng không? Đúng rồi. Tôi là tôi bắt luôn chứ đâu có dưới đâu. Cái dồ.
bên đây dừng được đó, dừng bấm cái xe ở đây cho dọn cái đằng cái xe kia lục. Đó, nó chép rồi. Ủa, hút cũng 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 nữa rồi. Rồi. Em ra đi khi già chưa gọi xe. Đó. Đó, lên đó. Quay ngay tôi chơi ngay một câu vòng cổ rồi nha. Chưa. Ôi, thật chứ không? Con gì con gì? Dính. Cá dưới nước mà được bắt dính luôn trời. Tới luôn đi, tới mình qua luôn mà. Đấy cái đặng cùng qua đặng. Qua luôn đặng dễ đặng cá. Cá mà xuồng qua thì chứ. Trời ơi dễ đặng cá lên đâu quên. Có tránh nó qua thì có bên đây nè. Qua hết luôn á. Rồi đó. Phi mà đủ phải dính. Chạy đâu cho khỏi. Chạy đâu cho thoát hả? Bụi bay chạy đâu cho thoát. Còn con đó đó. Con đó đó. Lóc luôn. Lóc luôn hay không? Gõ luôn rồi. Giòn đó. Lóc luôn. Miết đi. Biết đi chút xíu chúng ta lên rồi. Nghe này. Kẹt cho vô đi. Này lộ. Tới. Đang đôi thịt cá ở trong cái này. Mày. Quá trời ca khủng rồi các bạn ơi. Mày. Hết chứng nổi luôn rồi. Mày tránh vô trước đi. Tránh nè, à đúng rồi, tránh vậy. Trời đất cái gì mà từ bấy lâu nay tôi cứ bị cầm giảm trong một tù cầm tối mà tôi cứ thương cứ xà cứ lo cho ngài. Có cái nào có điện đâu mà hết. Không có đi. Còn sót cá bự. Này, quá anh em ơi. Bên kia nhỏ bên kia gấp mấy ngày. Sót sao dăm dăm con còn cả chục ký. Mấy con mày lớn này mày tới mày đợt sau bắt 2 3 năm mới chục tiền. Khỏe nghe. Mày lớn. Giật ê Út, anh cũng dán này dục lên vỗ để nó lót cái sạch vỏ lên thôi, nó tự nút vô không mình kiếm giờ cũng dán rồi. Để nó đây tôi đi lên. Dịp tay ra, mất tay lên chút đi lên thôi rồi không mất. Cái bệnh này đem lên không nè. Lại đi. Mình dép tôi dục, không đâu, bán xuồng nào đâu. Nào. Dép không, ngay cái dịp lên ngoài đây. Này cái này phải không? Không. Không bán rồi. Cái này lắc khô tao bắn nặng. Nóng mà. Lắc khô tao bắn nặng vậy.